Thưa quý vị, 6 tháng đầu năm nay, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh. Đặc biệt, do những tác động từ việc thị trường bị suy giảm mạnh đã khiến không ít doanh nghiệp phải tạm ngưng hoạt động, thậm chí là phá sản. Tuy nhiên, trong bối cảnh đó, vẫn có những doanh nghiệp nỗ lực để tìm kiếm cơ hội, qua đó chờ đợi cơ hội phục hồi phát triển, trong đó có các doanh nghiệp ngành cơ khí. Hỗ trợ các doanh nghiệp cơ khí tỉnh cũng chỉ đạo ngành chức năng triển khai nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh lẫn xuất khẩu. Công ty cổ phần dịch vụ nhôm kính Tuấn Hưng Thịnh hoạt động trong lĩnh vực sản xuất các mặt hàng nội thất đã 10 năm. Để thu hút giữ chân khách hàng, công ty đã đầu tư các thiết bị máy móc và dây chuyền hiện đại giúp nâng cao chất lượng và giá trị thẩm mỹ cho sản phẩm. Do đó, dù nhiều doanh nghiệp khác gặp khó khăn, nhưng 6 tháng đầu năm nay, công ty Tuấn Hưng Thịnh vẫn đạt doanh thu hơn 10 tỷ đồng, cao hơn cùng kỳ năm 2022 và hiện đã có đơn hàng đến cuối năm. Công ty Tuấn Hưng Thịnh thì về cái những đơn hàng và những cái hợp đồng và những công trình năm nay mà có nhiều hơn cả năm ngoái. Trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hiện có gần 1.200 doanh nghiệp lớn nhỏ hoạt động trong lĩnh vực cơ khí chế tạo thuộc lĩnh vực hàng hải, dầu khí, kết cấu thép, gia công luyện cán thép, cấu kiện. Năm 2022, giá trị sản xuất công nghiệp thuộc lĩnh vực này chiếm khoảng 40% giá trị sản xuất công nghiệp toàn ngành, tương đương 170.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, 6 tháng đầu năm nay chỉ đạt khoảng 70.000 tỷ đồng. Nguyên nhân là do các doanh nghiệp bị suy giảm đơn hàng. Khắc phục tình trạng này, các doanh nghiệp cơ khí đã tập trung phát huy thế mạnh, qua đó nỗ lực tìm kiếm khách hàng mới. Nhờ đó, hiện có nhiều doanh nghiệp ký được hợp đồng mới, duy trì được việc làm cho hàng ngàn lao động. Cái đơn hàng mình có đơn hàng ổn định là do mình có cái lượng khách hàng của mình nhiều. Họ tin tưởng vào cái chất lượng của công ty và cái tiến độ của công ty, cho nên họ đã đặt hàng tới sang năm rồi. Hiện nay chúng tôi cũng duy trì được cái hoạt động sản xuất là ổn định, khối lượng công việc cũng khá nhiều và cái áp lực về sản xuất và giao hàng đúng cái thời gian ấy cũng là đang là một cái thách thức rất lớn. Để hỗ trợ doanh nghiệp ngành cơ khí phát triển bền vững, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã và đang tập trung phát triển công nghiệp cơ khí gắn với công nghệ thông minh, đồng thời tiếp tục kiên trì thu hút đầu tư có chọn lọc các dự án quy mô lớn, có công nghệ hiện đại, giá trị gia tăng cao, không thâm dụng lao động, thân thiện với môi trường. Ngoài ra, tỉnh tiếp tục triển khai dự án hỗ trợ kinh doanh doanh nghiệp nhỏ và vừa trong khuôn khổ chương trình phổ cập kiểm chứng thương mại hóa dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, thông qua việc giới thiệu sản phẩm Việt Nam được sản xuất bởi Tresemme Sanzo và thương hiệu Tresemme Sanzo tại Việt Nam, do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản tài trợ, giúp các doanh nghiệp cơ khí trong tỉnh nhìn nhận những điểm yếu, hạn chế, từ đó có sự điều chỉnh chiến lược sản xuất kinh doanh hiệu quả hơn. Song song đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng chỉ đạo ngành có liên quan giãn thuế, giảm thuế, hỗ trợ doanh nghiệp cơ khí xuất khẩu thuận lợi, rút ngắn các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, xây dựng, tổ chức các lớp phổ biến kiến thức hội nhập, giúp doanh nghiệp tận dụng cơ hội lẫn vượt qua thách thức từ các hiệp định thương mại tự do.